Và nếu các bạn không cải thiện được yếu tố này thì đừng mong điểm PT Speaking của mình sẽ có thể tăng nhé. Hello everyone, I'm Amy from PT Helper. If you are new to our channel, hi and welcome. Cô Amy chào mừng các bạn đã đến với video tiếp theo của PT Helper. Qua hơn 5 năm giảng dạy chứng chỉ PT, cô Amy đã có nhiều cơ hội để giúp đỡ cũng như là hướng dẫn các bạn học viên cải thiện kỹ năng để đạt được điểm của mình, và đặc biệt là trong kỹ năng speaking. Mỗi bạn sẽ có mắc những lỗi speaking khác nhau, và có nhiều bạn là vì những lỗi speaking đấy còn bị liệt điểm cơ. Nhưng dù các bạn đang mắc lỗi speaking nào thì chỉ cần nắm được kỹ năng luyện tập mấu chốt mà cô Amy sẽ chia sẻ trong video này thì chắc chắn sẽ cải thiện speaking. Và kỹ năng cô muốn chia sẻ và hướng dẫn các bạn luyện tập trong video này đó là kỹ năng tự phân tích và tối ưu hóa phát âm. Có nhiều bạn khi luyện tập các phần speaking của PTE chỉ tập trung vào cải thiện mỗi oral fluency thôi. Tuy nhiên các bạn rất cần phải cải thiện kỹ năng phát âm, bởi vì sao? Thứ nhất, pronunciation cũng là một trong ba yếu tố chấm điểm chính của speaking trong PTE. Thứ hai, nếu kỹ năng phát âm không tốt, máy không nhận diện được từ khóa thì sẽ có thể ảnh hưởng tới điểm content. Và tệ nhất là khi mà content đã không có điểm nào rồi thì cả câu đó dù các bạn có làm thế nào đi nữa cũng sẽ không được tính điểm. Thứ ba, khi kỹ năng phát âm không tốt thì phản xạ suy nghĩ cách đọc của từ sẽ bị chậm. Từ đó dẫn tới là phản xạ thay đổi khẩu hình, thay đổi vị trí lưỡi để phát ra âm thanh đó cũng sẽ bị chậm theo. Vậy thì yếu tố nào sẽ bị ảnh hưởng đây? Oral fluency, độ trôi chảy sẽ chắc chắn bị ảnh hưởng. Pronunciation chính là một cầu nối vô cùng quan trọng để hỗ trợ nâng điểm các yếu tố còn lại lên. Để cải thiện được phát âm trong PT Speaking thì có một kỹ năng quan trọng vô cùng các bạn cần phải có được, đó là kỹ năng tự phân tích lỗi sai của mình một cách khoa học. Nói dễ hiểu hơn là các bạn phải tự phân tích được rằng tôi đang làm vậy có đúng hay chưa, nếu chưa là vì lỗi gì, tại sao lại bị lỗi đó và cách nào để chúng ta có thể cải thiện được. Đối với những người có sẵn năng khiếu về ngôn ngữ ấy, thì thường thường cái việc cảm nhận âm thanh, cảm nhận sự khác nhau của các âm thanh để điều chỉnh ấy, đối với họ sẽ khá là dễ dàng và kiểu như đến một cách tự nhiên luôn á. Nên là họ sẽ không gặp nhiều khó khăn khi mà cố gắng trả lời những câu hỏi vừa rồi. Nhưng đối với phần đa những người học ngôn ngữ thì việc xác định được rằng mình đang sai ở đâu sẽ không hề dễ dàng một tí nào. Có nhiều bạn thậm chí là được người khác phân tích cho lỗi sai rồi vẫn không cảm nhận được rằng là mình đang sai ở đâu cơ. Vậy thì làm cách nào để có thể phát triển được khả năng tự phân tích, tự nhận ra lỗi sai của mình đây? Hãy cùng đi từng bước với cô Amy nhé. Bước số 1 là các bạn phải nắm rõ được tiêu chí yêu cầu của các phần bài PT Speaking. Đối với các bạn đang học PTE thì chắc chắn là các bạn đã nắm được rằng ba yếu tố chấm điểm chính cho các phần PT Speaking sẽ là oral fluency, độ trôi chảy, pronunciation là phát âm và content là nội dung rồi đúng không? Nhưng mà mình cần làm gì trong mỗi một cái yếu tố như thế? Thì có nhiều khi lên lớp mọi người chỉ nghe thầy cô giảng bài qua thôi, chúng ta sẽ không có hệ thống được, không thống kê được. Thì việc các bạn cần làm là hãy lên một checklist những cái chúng ta cần phải satisfy, cần thỏa mãn cho mỗi một tiêu chí. Cô ví dụ như đối với oral fluency, chúng ta sẽ cần phải là cố gắng chia cụm. Mỗi một cụm sẽ trong phạm vi từ 6 tới 8 từ. Và khi đã chia cụm rồi có nghĩa là hơi thở phải liên tiếp trong một cụm như thế, không được kịch như này, đúng không? Và mỗi một cái vị trí chúng ta lấy hơi cần phải ngắn thôi và nhanh, chứ không có được là quá lâu, không là nó sẽ bị trừ đi độ trôi chảy. Và tương tự như vậy, đối với những cái yếu tố khác mà cần phải có, độ cần phải satisfy trong oral fluency, ví dụ như là tốc độ này đầu tiên thì đều thôi, nhưng mà chậm lại chút xíu, sau khi luyện tập một thời gian rồi bắt đầu mới nhanh lên, rồi bắt đầu tự nhiên hơn, rồi cố gắng phải đọc ngay sau tiếng beep, bấm next ngay sau khi đọc xong, vân vân. Thì đây là một vài tiêu chí các bạn cần phải nắm được trong cái phần oral fluency. Qua cái phần pronunciation thì chúng ta cần phải ưu tiên là cần đọc đúng từ dễ này. Từ dễ mình đọc đúng chưa? Những từ như là human, people, university, là students, là những từ mà hầu như ai cũng biết. Thì không biết là bản thân mình biết rồi mình có đọc đúng hay chưa? Nếu chưa thì phải tìm ra vấn đề ở đâu, sửa. Ok, chúng ta đến tiếp các mặt chữ quen thuộc thì mình cần đọc đúng và phản xạ nhanh này. Còn đối với từ khó thì mình phải phản xạ cắt nhỏ từ ra thành các âm tiếng Việt đọc được, vân vân. Và để làm tốt những cái tiêu chí vừa xong chúng ta vừa nói về từ dễ, từ quen thuộc với lại từ khó, thì mình có cần phải luyện tập thêm cái gì nữa để mà giúp cho nó tốt hơn không? À, mình phải luyện tập cảm nhận cái sự khác nhau giữa từ nhiều âm viết và từ một âm tiết. Rồi, hãy luyện tập thêm về IPA và pronunciation practice để giúp cho chúng ta không mở khẩu hình tốt hơn, mình kiểm soát hơi thở tốt hơn, rồi là chuyển tiếp giữa các cái âm nó chính xác hơn. Ngoài ra thì trong quá trình luyện tập phát âm như thế, chúng ta cũng cần phải là cố gắng đọc được âm S ở cuối cùng. Còn những cái âm như âm T, âm D thì mình sẽ không cần phải ưu tiên lắm, bởi vì nó sẽ không phải những cái âm mình cần phải đọc, bởi vì nếu đọc đó nó sẽ ảnh hưởng tới oral fluency đó, vân vân.
Các bạn có thể xem lại video để bắt chước làm lại cái checklist này. Còn không, mọi người có thể comment dưới video để cô Amy và team sẽ hỗ trợ gửi tặng các bạn cái file checklist này về nhà để luyện tập nhé. Sau bước 1, qua bước 2 đó là luyện tập và phân tích. Sau khi các bạn đã hiểu rằng mình cần phải làm gì trong các phần speaking rồi, thì các bạn cần phải luyện tập nhưng mà phải đúng quy trình nhé. Để đảm bảo rằng các bạn sẽ không hình thành những thói quen sai, không phù hợp, dẫn tới là càng luyện thì càng không thấy cải thiện gì cả, hoặc là thậm chí là càng ngày càng tệ đi. Và với kinh nghiệm giảng dạy và đào tạo hàng chục nghìn học viên thành công của PT Helper, thì đội ngũ giảng viên của PT Helper đã đúc kết ra một phương pháp mà sẽ phù hợp cho tất cả các target, kể cả những bạn 30 đến những bạn 90 đều có thể làm tốt. Và phương pháp đó là như sau. Khi chúng ta mới luyện tập đọc tiếng Anh thì việc phản xạ với mặt chữ để đọc ra được âm thanh nó sẽ không thể nào nhanh được. Cho nên các bạn bắt buộc phải tự hy sinh được cái tốc độ, là mình giảm tốc độ xuống, mình đọc chậm thôi. Nhưng trong khi đọc chậm, chúng ta sẽ không có phải là mình bỏ quên đi cái oral fluency là độ trôi chảy luôn, mà các bạn sẽ luyện tập cái sự liên tiếp trong hơi thở. Ví dụ cô Amy đang nói chậm nhưng hơi thở liên tiếp, chứ không phải là như thế này. Vậy thì xin đây là, mặc dù là chúng ta đọc chậm đó, nhưng vẫn đang luyện tập được sự liên tiếp trong hơi thở và duy trì được hơi thở một cách ổn định. Và khi đọc chậm như vậy, các bạn sẽ có nhiều thời gian hơn để nhìn kỹ vào mặt chữ, phân tích mặt chữ, đọc một cách chính xác hơn. Sau một thời gian luyện tập, nếu các bạn thấy phản xạ mắt của mình đã tốt hơn rồi, thì hoàn toàn có thể tăng tốc độ dần lên để đúng chuẩn độ trôi chảy nhé. Và trong toàn bộ quá trình luyện tập vừa rồi thì dù như các bạn mới bắt đầu luyện tập hay là luyện tập lâu rồi thì cũng sẽ có 3 câu hỏi luôn cần được trả lời. Đầu tiên đó là What? Tôi đang bị lỗi gì? Cái thứ hai đó là Why? Tại sao tôi lại bị lỗi đó? Và câu hỏi cuối cùng đó là How? Là cách chúng ta cải thiện lỗi và sửa lỗi đó là như thế nào? Một tip nhỏ khi các bạn luyện tập speaking đó là các bạn có thể sử dụng cái công cụ ghi âm để nghe lại các cái bài luyện tập của mình. Nếu như mọi người có luyện tập trên PT.Tools thì các cái audio của mọi người cũng đã được record lại. Có nhiều bạn học viên sẽ làm một việc đó là các bạn sẽ tải các cái audio đó về để mà lưu lại một nơi, ví dụ như trên Drive chẳng hạn, để mà so sánh sau 1 tuần, 2 tuần, 3 tuần thì mình có sự khác nhau gì hay không, và mọi người sẽ phân tích kỹ hơn ở trên các cái audio đấy. Tip thứ hai đó là khi luyện speaking, các bạn có thể để một cái gương trước mặt để mình nhìn khẩu hình của mình trong gương, xem mình có giống với khẩu hình các thầy cô mong muốn hay không, giống như là ở trên video cô ấy mình hướng dẫn hay không, để xem mình có đang đúng về phát âm hay chưa. Lưu ý là khi các bạn đã tìm ra được những lỗi của mình như vậy rồi, có thể là 2 lỗi, 5 lỗi, 10 lỗi, rất là nhiều lỗi như thế, chúng ta không thể nào ép buộc mình là phải sửa hết được từng đó lỗi trong vòng một lần. Đừng ôm đồm quá. Hãy chọn lỗi nào cảm thấy dễ dàng sửa hơn và sửa nó trước, mỗi lần một ít, mỗi lần một lỗi. Việc sửa xong lỗi này mới chuyển qua lỗi khác sẽ giúp cho mọi người không có bị quá tải. Đồng thời thì khi đã cải thiện được cái gì rồi thì sẽ chắc chắn cái đó, thì sẽ không có hay bị vấn đề là hôm nay thì sửa được nhưng mà ngày hôm sau lại bị lại những lỗi cũ. Bước số 2 vừa rồi sẽ mất khá nhiều thời gian của các bạn, tuy nhiên sẽ không thể hoàn thiện được nếu như thiếu đi bước số 3, đó là tìm kiếm sự hỗ trợ. Cũng là test kỹ năng nói để đạt được một chứng chỉ tiếng Anh, nhưng sẽ không có chứng chỉ nào yêu cầu giống chứng chỉ nào hết trơn á. Đã vậy, các yêu cầu của từng chứng chỉ lại liên tục được cập nhật nữa. Nên việc tự học đúng là rất quan trọng, nhưng nếu các bạn không có sự hướng dẫn và định hướng một cách chính xác, bạn sẽ cực kỳ dễ lạc hướng hoặc là mắc kẹt mãi ở một cái lỗi sai nào đấy mà mãi không sửa được. Mà nhiều khi sửa cũng không biết rằng là thực sự đã phù hợp và chính xác với những yêu cầu hiện tại của PT hay chưa. Nên đây sẽ là lúc mà thầy cô đóng vai trò vô cùng quan trọng, không thể thay thế được. Vậy nên trong suốt quá trình luyện tập, để rèn được cái khả năng tự đánh giá, tự phân tích lỗi sai của mình, các bạn phải thường xuyên tương tác với thầy cô, để thầy cô hỗ trợ trong giai đoạn đầu tiên là chỉ giúp các cái lỗi cho mọi người. Xong từ đó mọi người mới học từ những cái nhận xét của thầy cô, à tôi biết cái này tôi đang sai, tôi cần sửa như thế nào. Từ từ các bạn mới có xây dựng cho mình được kỹ năng tự nhận xét được nhé. Có bạn nào là học viên PT Helper đang xem video này mà không hay gửi bài cho thầy cô thường xuyên không? Đây là một lời nhắc nhở, hãy cố gắng theo sát lộ trình học mà các thầy cô đã xây dựng lên cho các bạn. Gửi bài theo đúng lộ trình, tương tác qua tổng đài học thuật hàng ngày, gửi bài lên hệ thống MyLearning để thầy cô có thể hỗ trợ cho mọi người chỉnh sửa lỗi. Tại vì thầy cô sẽ thu âm cả âm thanh và demo cho các bạn nữa, nên là chắc chắn rằng cái việc nhận diện ra lỗi và biết được hướng chỉnh sửa nó sẽ dễ dàng hơn rất là nhiều. Đừng ngại, đừng sợ gì hết nhé. Còn nếu các bạn không phải là học viên của PT Helper nhưng vẫn muốn nhận được sự hỗ trợ từ cô Amy hay là các thầy cô khác của PT Helper thì có thể là đăng ký theo đường link dưới description. Nhé. Tóm lại, để cải thiện được PT speaking, các bạn phải cải thiện được pronunciation. Để làm được điều đó, chúng ta sẽ cần phải làm 3 bước như cô đã nói trong video. Nắm rõ các tiêu chí của PT speaking, luyện tập và hình thành khả năng tự phân tích, và tìm kiếm sự hỗ trợ của thầy cô để chắc chắn rằng mình đang đi đúng hướng nhé. Nếu các bạn thấy video này hay, hãy để lại một like, một subscribe kênh và mở nút chuông thông báo lên để khi cô Amy và team PT Helper ra video mới, các bạn sẽ được thông báo ngay nhé. And I'll see you in the next video. Goodbye!